chào bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại là cầu Uben của Mandalay, Myanmar. Thì đây là một cái địa điểm mà ngắm hoàng hôn là đẹp nhất là trên Myanmar, mà một trải nghiệm mà chúng ta cần phải thử. Đây là quang cảnh xung quanh, đông người. Đấy, đây là quang cảnh xung quanh ở chân cầu Inla, cầu Uben. Cái cầu Uben này là cái cây cầu gỗ như này, có những cái cây cầu gỗ như thế này là dài nhất trên thế giới, dài khoảng tầm 1,2 km và rất là đông du khách ra đây để ngắm ngắm hoàng hôn. Đây là cái khung cảnh để ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Cái cầu này là dài khoảng tầm 1,2 km thuộc tỉnh Mandalay của Myanmar. Đây, mặt trời đang dần dần lộ ra. Thì đây là một trong những cái trải nghiệm rất là thú vị, đáng có và nên phải thử khi tới Myanmar hay là tới Mandalay. Khung cảnh của mặt trời như thế này rất là tuyệt vời. Thì từ trung tâm thành phố Mandalay thì chúng ta có thể đi xe túc túc, thuê xe máy hoặc là thuê xe ô tô, hoặc đi bằng bất cứ phương tiện gì để đến cái cây cầu này. Cái cây cầu này là một trong những cái địa điểm rất nổi tiếng ở Mandalay, cho nên là rất đông du khách là có mặt ở đây để có thể là ngắm hoàng hôn cũng như là ngắm nhìn dòng sông như này. Đây là quang cảnh xung quanh và đây là số lượng người rất là đông. Đây là hoàng hôn. Thì Myanmar được mệnh danh là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên Đông Nam Á, nhất là ở Bagan. Và ở Mandalay thì có hai địa điểm để ngắm hoàng hôn, đó là một là Mandalay Hill, nghĩa là trên đỉnh Mandalay Hill có ngôi chùa thì ở trên đỉnh Mandalay luôn. Thì đỉnh Mandalay được mệnh danh là được lấy tên theo thành phố Mandalay luôn. Địa điểm thứ hai đó là cầu Uben, cây cầu này ở đây. Đây là điểm thứ hai. Thì đấy là một trong những địa điểm mà ngắm hoàng hôn rất là tuyệt vời, và đây là một trong những trải nghiệm đáng có ở trong những trải nghiệm đáng có khi mà chúng ta đi du lịch Myanmar. Thì rất đông du khách thì có mặt đây, rất đông các du khách cũng có mặt ở đây để có thể là ngắm nhìn hoàng hôn, khung cảnh hoàng hôn như này. Đây là toàn cảnh xung quanh. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại cây cầu Uben tại tỉnh Mandalay của Myanmar. Đây là một trong những cây cầu gỗ dài nhất thế giới. Thì cái cây cầu gỗ này là, đây là toàn cảnh cái cây cầu Uben được rất đông du khách ghé thăm khi tới Mandalay. Thì cái cây cầu này được xây dựng vào những năm 1851, là cây cầu gỗ rất là dài trên thế giới. Vào những năm 1851 và mất tới khoảng tầm 3 năm để cái xây dựng cái cây cầu này và đóng những cái cọc gỗ nó dài như thế này. Đấy, mất khoảng tầm 3 năm những cọc gỗ dài như thế này. Thì những cái cọc gỗ này là những người thợ làm cầu này là sử dụng 1068 cọc gỗ tách từ cung điện Amarapura của vua Midon khi rời đô đến Mandalay, và đóng vào đáy hồ nước cạn này để tạo thành cái cây cầu hình vòng cung như thế này, dài khoảng tầm 1,2 km. Đây là cây cầu gỗ được xem kỷ lục là dài nhất thế giới, và rất đông du khách tới đây để chiêm ngưỡng cái cây cầu gỗ này. Đấy, để ngắm hoàng hôn cũng như là ngắm những quang cảnh xung quanh. Đây, như thế này. Một địa điểm ngắm hoàng hôn rất là tuyệt vời. Đi thuyền trên sông cũng là một cái trải nghiệm đáng có mà mọi người nên thử khi tới mà Mandalay. Thì có thể là đi thuyền này để ngắm cảnh cái cây cầu Uben này, hoặc là ngắm hoàng hôn như lúc nãy. Đây, thuyền đang về sau khi đã hết hoàng hôn.